Rồi ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và hôm nay thì mình sẽ bán lại cái khẩu AK màu xanh lá cây này. Khẩu này nói chung mình chả biết nó như nào, nhưng mà đại loại thì khẩu súng bình thường nhưng mà thấy nó delay khá là nhanh các bạn, delay khá là nhanh. Đấy, cái delay của phong cách của nó là thấy cái anh em, phong cách của nó là thấy cái, nhưng mà nghe cái âm thanh thì nó hơi phèn. Cái gì mà 3 4 4 5 năm này. Rồi vào giờ nó mới vào hết ạ. À, đủ. Âm thanh của cái tiếng súng của cái khẩu này hơi phèn. Nhưng sao vẫn bắn được, vẫn bắn được. Khẩu súng này theo mình thấy trước mình bắn rồi khá là ngon, bắn kiểu tộp 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 này, nhưng mà có vẻ hơi ai 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 à. Trong dốc A có Barret nha. Được 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 đấy mày. Thế nào, hai ba làm nào, bắn cao tí nữa là vỡ đầu này. 34, ừ nào, 27, ừ à, giải lắm đồ. Cái gì mà 1v5 này, làm sao ui, hai thằng trên dốc ai yếu hết rồi. Cái ba thằng ở đây đều dính máu mình, có móc đấy. Cái gì bạn, tự nhiên như ở nhà. Ôi trước mặt con này, con mẹ mày. Ai à, nó ép. Ui rồi đéo làm gì được, nhầm đông quá, nó ốp như thế thì đỡ đéo được. Nè mấy cái thằng trên A thấy thằng hai thằng kia móc cái là nó ập xuống luôn ạ. À, tứ phía mẹ luôn. Nào vẫn là liếm hai thằng, thế là ngon rồi, đã quá ngon rồi anh em ạ. Rồi phát này làm tí đẩy lang này trước mặt này. Mày làm sao, mày làm sao, làm sao phải nói ngu núp đây luôn anh em ạ. Đấy đấy rồi, lùi à, B chết cả, cẩn thận hầm B nha. Xem thằng A nó có phòng hành lang. Ui thế đéo nào, đéo nào, hồi sinh nhà mình lại chết thế kia. Bom B rồi, có vẻ như là chúng ta đi hầm hồi sinh rồi. Cơ hội. Ui giờ cái thằng đó. Ui thế đéo nào, vẫn còn thằng ở chân cao hồi sinh nhà mình, thế đéo nào. Rồi cút luôn. Bọn thằng này đặt bom ở góc thùng bên dưới, bọn này cứ đi tìm bên trên này. Không biết tìm bom đâu à. Tưởng không tiếc tìm bom. Giờ đặt bom kiểu gì mà nó chui mẹo vào thùng cơ, tìm nó mới gọi là ối rồi. Nhưng mà khó lắm, ngày trước thì được, bây giờ nó fix hết rồi. Đặt bom chui thùng khó lắm. Rồi, ui rồi ôi, chưa gì đã làm họa 02 đây. SML thế nhỏ. Đầu năm làm tí AK màu xanh cho nó, cả năm nó xanh xanh tí. Ai nhầm ơi. Rồi, một thằng đi. Bên nó kinh kinh phết rồi. Bên nó mẹ đồ đạc xuống ống các kiểu ngon phết. Lao đẩy lại. À, láo mày. Láo mày. Thằng nữa. Ui rồi ôi. Double kill. Láo chúng tôi à. Hồi này xí lì đạn hơi văng nha. Hồi này xí lì đạn hơi văng. Trên A này. Chỏ phải lát. Ai à, đau nha. Con mẹ mày. Phở lát chưa cũng có nạn này. Mẹ nó sới kinh phết anh em ạ. Quá mà mình không giật lại một nhịp là ủi con mẹ cả hai thằng rồi. Rồi 1 2 6 kill vẫn chưa giật lại được cái A anh em ạ. Mẹ thằng AK bên kia bắn kinh quá. AK là AK VIP anh em ạ, mình mẹ súng phò, súng phạch. Rồi có flash ra, không biết là đồng đội mình nhắm hay ai nhắm. Ra đây có này, nào nào chơi mày, chơi nó anh em ơi. Nhắm đồ ra mày, mày hai hai phát. Ui bắn dính thế, 3v2. Ui ôi thảm rồi, hai bắn nó thằng kia móc rồi đấy, nó phải thế. Quả mình hơi khinh thường của anh em ạ. Má nhảy ra nó chơi luôn cậy thế vô. Quả thằng ấy vớ phải mình là mình cứ vậy mình giúp chết ở góc đấy, nó lên thì bắn là nó chọn cách là nó lùi lại. Cay 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 nào, muốn chuyển đổi phe bắn thì sang mình sang bên thủ sẽ là ok hơn ạ. Nó đẩy lang sau anh ơi, đẩy lang để mít mít này. Ủa, cái gì đấy, bắt đầu đấy, con mẹ nó phi rượu thật sự. Đây tung quả này lát sao con này, tung biến này. Ôi bắn mẹ ảo lòi thế đỡ làm sao. Có thằng mốc lốp ngon 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 trước mặt kìa. Ôi ba thằng luôn. Ôi mày bắn từ từ xem nào. Ôi ôi ôi.
con mẹ nó bắn cái gì vậy? Rồi, mãi ầm kêu. Cái chân. Rồi. Mẹ nó bưng cái tận mồm rồi, không biết đường mà ăn nữa anh em ạ. Chán. Phải mình phải đấy là mình sơi luôn ba thằng mới mít luôn đó. Không nói nhiều. Mẹ nó đưa mông cho bắn, mẹ sấy cái băng đeo chết thằng nào. Trời ơi. Đông mới chờ đội. Nha, mình ngồi đây đục nó hơi xùi lắm anh em ạ. Bên nó có AK mẹ bon bit tầm gôn nó đục mẹ thùng không làm đam được. Phát là cút luôn đấy. Trên à hành lang chết này. Mẹ bọn này đẩy kinh thế nhỏ. Đẩy ra. Nó e nó xuống luôn đấy. Ôi. Nè cái thằng này láo thế nhỏ. Đẩy láo thế. Rồi bố lại cút luôn. 2-4 chẳng nghĩa nó lại thua mẹ chóng vánh như thế này à. Đéo ổn tí nào nhưng mà bắn từ từ lại xem nào. Khiếp đồng đội mình mẹ cứ ngờ bướm thôi mà mình cũng đen thôi. Mình ra mình ném một quả bom hành lang nó nhảy con mẹ xuống nó bắn luôn cày tê chú lại. Mày đẩy ra ngủ không cày. Hay quá được cứu hỗ trợ mẹ thằng vốn nạn kia top kia mẹ được đào con mui đẩy hành lang ném quả bom mẹ yếu luôn thằng kia nó liếm luôn anh các bạn. Rồi bên nó có mỗi thằng top nó là khốn nạn nó khôn thôi. Không sợ không sợ. Đây có sao này. Đây có sao anh ơi. B hỗ trợ B, bom dưới B sao á? B chết kìa. Mày ôi trời ơi, làm sao? Một băng ba thằng này. Nó phải thế, đang cái tên bắn mấy chú thò đầu ra là dở rồi. Cải thiện số kill ngay anh em. Nào cố gắng lật kèo nào, lật kèo nào. Phải lật kèo này mới hay này. 2-4 mà lật được mới hay. 2-4 gần như là gọi là gọi là đít song rồi, đít trận rồi. Chỉ cần một sơ sẩy thôi là cút luôn. Ôi, nó lên này. A à này, còn hai thằng. Ui, ui. A à, anh ơi. Đâu tí nào, rồi. Giờ này khả năng thua mẹ rồi anh em ạ. Trả thêm chút lại. Tốt, 3v3. A à, rồi, mà mấy bốn này cứ quay quay bên bên, đéo gì yếu. Mẹ đồng đội ping ra đây, ô, vãi cứt ra, đéo về à. Chịu ạ. Rồi một thằng MK, một thằng 81. Xem làm ăn gì không? Một thằng AK mới. Ôi sấy. 81 bắn từ từ rồi, 81 cơ khí. Rồi đẹp hết rồi. Này móc ngon này. Ôi tốt rồi. Thằng này móc ngon mẹ. Làm hai luôn anh em ạ. Rồi gỡ bom này. Chúng ta sẽ có trận chung kết anh em ạ. Đấy. Vẫn cứ là ok. Đồng đội mình làm được. Quá không có thằng móc rào này thật chẳng đi ở mẹ rồi anh em ạ. Mấy thằng hành lang thì chả đòi lắm. Rồi hiệp cuối chốt. Eo đôi nhiều chốt anh em ạ. Thầm du tí. Chứ giờ mà lao lên là khả năng là cút anh em ạ. Mình mà cút là thua luôn. Hiệp này hiệp trước nó còn đánh như hiệp này thì khả năng mình cút là thua luôn. Đánh nhiều. Rào nó không đẩy à. Vi diệu vậy. Mít chết kìa. Hành lang bắn nhau này. Ừ hành lang ăn được người. Ui hành lang chết rồi. À anh ơi. Help me. Hành lang này. Nó lên này. Ui đồng điện. Ui thằng. Hai thằng. Thảo thang về. Ây à thằng này nhảy xuống nhanh thế. Mẹ nó không nhảy xuống là mình đơm ba thôi. Được. Ây à hai thằng mít luôn. Một thằng hầm một thằng mít. Làm sao. Thằng yếu lắm nè. Có quả bom mình ngon. Mày làm sao. Còn để xế hơi phèn. Chơi. Úi trời ơi. Hiệp cuối làm 4 anh em. Quả nước bờ tường ấy ngon đấy. Kẻ mà thằng kia nó không nhảy xuống hầm hồi sinh thì đúng là làm 3 quả đấy luôn. Mẹ nó sẽ là dễ hơn anh em ạ. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên lại cho mình một like và subscribe. Nhớ bấm chuông nhận thông báo clip mới nhất của mình nhá.